Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một sự kiện Airdrop mới đến từ nền tảng ví Bitkeep hợp tác với dự án Mantle Network với tổng bùn thưởng lên đến là 10.000 đô token MNT, đồng token của dự án Mantle ha. Và khi chúng ta tham gia thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng từ 1 đô la cho đến là 100 đô la ha, đồng token MNT. Về các bước tham gia thì chúng ta sẽ tải xuống cái ứng dụng ví Bitkeep ở trên điện thoại, sau đó thêm mạng lưới Mantle và điền form sự kiện. Sau khi điền form thì chúng ta sẽ làm thêm nhiệm vụ ở trên Galaxy và nhiệm vụ ở trên Westend để tăng cái khả năng nhận airdrop ha. Và trước khi vào nội dung chính để hướng dẫn cho các bạn tham gia từng bước thì các bạn đừng quên là CCA đang còn có một cái sự kiện độc quyền với sàn giao dịch RAM SPT để các bạn có thể nhận được lên đến là 75 đô bonus ha. Và sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 8 và chi tiết của sự kiện thì các bạn sẽ đăng ký tài khoản RAM SPT thông qua đường link của kênh CCA, sau đó chúng ta sẽ nạp vào 100 đô vào cái tài khoản margin ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền một cái form và cuối cùng là các bạn sẽ nhắn tin cho một cái bạn support ở bên RAM SPT để chúng ta có thể nhận được 25 đô bonus. Và 25 đô bonus này sẽ sử dụng cho việc gồng lỗ ha. Nếu khi chay mà các bạn không may bị lỗ thì nó sẽ trừ dần cho đến khi nào là hết 25 đô này thì nó mới trừ vào cái tiền chính của các bạn trong tài khoản. Rồi, và phần thưởng thứ hai đó là khi trade được cái volume trên 50.000 đô thì chúng ta sẽ có thể nhận được thêm một cái bonus 50 đô ha. Và đặc biệt là cái bonus 50 đô này chúng ta sẽ có thể sử dụng để trade luôn ha, trade trực tiếp nó luôn. Đó, nếu lời thì các bạn có thể rút ra, còn nếu lỗ thì nó chỉ trừ đi cái bonus 50 đô này thôi. Ngoài ra để tối ưu được việc trade thì các bạn còn có thể sử dụng cái code CCA25 này, chúng ta nhập vào cái phần nhập mã ưu đãi ở trên RAM SPT ha. Đó, chúng ta nhập vào thì chúng ta sẽ giảm được 25% phí giao dịch. Đó thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong việc là trade lấy volume. Về chi tiết hơn của sự kiện này thì mình đã có làm một cái video trên kênh CCA, đó thì các bạn có thể xem lại video hướng dẫn của mình và cách để chúng ta có thể trade được volume tối ưu ha. Về cái phần form cũng đơn giản thôi, các bạn điền vào một số cái thông tin ở đây thì nó cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy UID nè. Sau khi hoàn thành xong tất cả cái form này thì chúng ta nhấn vào cái phần gửi ha. Đó thì như vậy chúng ta mới hoàn thành đầy đủ tất cả các bước để tham gia cái sự kiện nhận được 75 đô bonus này. Rồi, và tiếp theo mình sẽ đi vào nội dung chính hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia cái sự kiện Airdrop của Mantle và Bitkeep ha. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ tải cái ứng dụng với Bitkeep, nếu mà anh em nào sử dụng điện thoại thì chúng ta sẽ tải app về ha. Còn nếu mà anh em sử dụng PC, sử dụng trình duyệt thì chúng ta sẽ add nó vào Chrome. Và ở trên bài viết sự kiện này thì nó cũng đã có hướng dẫn từng bước cho anh em nào sử dụng điện thoại rồi ha. Đó, sẽ có 4 bước. Còn ở đây thì mình sẽ thực hiện ở trên cái trình duyệt. Đó thì nó cũng tương tự nhau thôi, hai cái nó cũng giống nhau. Và cái sự kiện này thì để tránh đi lòng vòng thì chúng ta nên là import những cái cây ví cũ, những cái cây ví nào mà anh em đã có kết nối với cái nền tảng Galaxy nè, để chúng ta thuận tiện hơn trong cái việc là verify cái nhiệm vụ trên Galaxy ha. Đó là cái nhiệm vụ này. Tương tự như vậy thì với cái nhiệm vụ Westend thì nó cũng vậy ha. Đó thì chúng ta nên sử dụng chung một cái địa chỉ ví. Rồi thì ở đây mình sẽ import vào một ví cũ mà mình đã có tham gia trên nền tảng Galaxy nè. Đầu tiên chúng ta sẽ setup về password ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập lại 12 cây ví cũ giống như cái ví MetaMask hay là ví Chat Wallet thôi. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã nhập thành công ha. Rồi, điều kiện tiếp theo mà ví Bitkeep đưa ra cho chúng ta đó là chúng ta sẽ đổi sang cái mạng lưới Mantle ha. Và cái phần này thì mình thấy nhiều anh em chúng ta thắc mắc. Thì ở trên PC nếu mà anh em thêm ví này vào trình duyệt á thì chúng ta sẽ không thể tìm được cái mạng lưới Mantle ha, mà chúng ta cần phải thêm thủ công. Về cách thêm mạng Mantle thủ công á thì sau khi các bạn nhấn vào phần là mạng lưới nè thì chúng ta sẽ thấy phần Add Network ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng. Các bạn sẽ thấy phần là Add Custom nè, các bạn nhấn vào. Nó cũng tương tự như MetaMask thôi, chúng ta sẽ nhấn vào phần Add ha. Ở đây thì các bạn cũng sẽ có phần mạng lưới nè, phần chain nè, rồi phần token và phần browser. Đó, nó cũng tương tự như những cái ví khác thôi. Còn về phần thêm thủ công này thì chúng ta có thể tìm kiếm ở trên Google ha. Đó thì nó cũng sẽ tương tự như thế này. Về phần mạng lưới của Mantle thì sẽ là mantle.xyz ha, mã chuỗi 5000, ký hiệu tiền tệ sẽ là MNT. Đó. Ở trên Google có rất là nhiều đó, các bạn cứ lên tìm cái thêm thủ công mạng Mantle thì nó sẽ ra ha. Còn đối với anh em nào sử dụng điện thoại mà tải cái app Bitkeep về á thì nó sẽ có từng cái bước như đây ha. Các bạn chỉ cần vào cái phần mạng lưới nè, các bạn tìm cái tên Mantle là nó ra cái mạng lưới Mantle. Các bạn không cần phải thêm thủ công gì cả, nó đã tích hợp sẵn ở trên cái phần app. Tuy nhiên thì mình thấy cái phần mạng lưới này nó cũng không quan trọng lắm ha. Khi mà chúng ta tải được cái app Bitkeep và thêm cái tài khoản vào rồi á thì khi các bạn vào lại cái phần Galaxy Claim OIT nè, nó đã verify cho các bạn rồi ha.
mình thấy là chúng ta không cần phải thêm mạng hay là đổi mạng gì cả, chỉ cần chúng ta có tải cái app Bitkeep, chúng ta có thêm cái ví Bitkeep vào trình duyệt thì nó sẽ cho chúng ta qua cái bước verify ví này. Và thêm một lưu ý nữa cho anh em là khi chúng ta kết nối thì các bạn có thể kết nối với ví Bitkeep hoặc là MetaMask vẫn được ha. Bởi vì ở đây mình kết nối với ví MetaMask nè, nó cũng cho mình qua cái phần này luôn. Chúng ta nhập chung cái 12 cây ví mà. Đó thì mình thấy là anh em thắc mắc rất là nhiều ở cái bước này. Miễn sao mà các bạn kết nối, chúng ta làm nó verify thành công là các bạn đã hoàn thành được cái bước này ha. Còn về địa chỉ ví mà các bạn điền form á, nó sẽ có một cái form như thế này. Sau khi các bạn hoàn thành tất cả các bước chúng ta claim OIT thì các bạn sẽ cần phải điền một cái form như thế này ha. Về cái phần địa chỉ ví thì cũng giống nhau thôi, ví MetaMask hay là ví Bitkeep thì nó cũng cùng cái địa chỉ ví cả, nên là các bạn chỉ cần là copy cái địa chỉ ví này là chúng ta dán vào đây, chúng ta nhấn vào gửi ha, thì chúng ta đã hoàn thành xong cái form để đăng ký cái sự kiện này. Và nếu như chúng airdrop thì phần thưởng airdrop sẽ được phân phối vào cái ví Bitkeep của các bạn ha. Về ví Bitkeep với ví MetaMask thì nó cũng tương tự nhau thôi, nó phân phối thì cũng là một cái ví cả, nên là các bạn có thể rút hay là các bạn có thể bán bình thường. Rồi, và ngoài cái NFT OAT ở trên Ganshi này á, các bạn còn có thể tham gia thêm ở trên nền tảng West End ha. Đó, các bạn cũng sẽ làm những cái bước tương tự như là join vào các cái trang mạng xã hội nè, follow nè, rồi verify cái ví Bitkeep ha. Đó thì sau khi mình verify trên Ganshi được á, thì ở trên cái West End này nó đều verify cho chúng ta. Và để được như vậy thì chúng ta nên sử dụng chung một cái cây ví ha. Đó, như mình đã nói ban đầu đó, thay vì chúng ta tạo một cái ví mới thì các bạn nên sử dụng những cái ví mà các bạn đã tham gia trên nền tảng Ganshi. Cái ví MetaMask ha, chúng ta sẽ nhập qua cái ví Bitkeep rồi chúng ta tham gia luôn cái nền tảng Ganshi và đồng thời chúng ta kết nối cái nền tảng West End, nó cũng sẽ verify luôn cho chúng ta. Đó thì trên đây là ba bước để chúng ta có thể tham gia cái sự kiện airdrop giữa Bitkeep và Mantle Network, thì các bạn có thể nhận được từ $1 cho đến là $100 đồng token MNT. Rồi, vậy thì tổng hợp lại, đầu tiên chúng ta sẽ tải Bitkeep ha, các bạn có thể thêm vào Chrome hoặc là tải về điện thoại. Tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối vào nền tảng Ganshi để claim một cái NFT này. Thứ ba là chúng ta sẽ tham gia thêm cái nền tảng West End, làm thêm các cái nhiệm vụ ha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ điền một cái form sự kiện là các bạn đã hoàn thành xong cái airdrop này, và nếu chúng airdrop thì nó sẽ phân phối về cái ví Bitkeep của các bạn ha. Về thời gian phân phối phần thưởng sẽ là 7 ngày làm việc sau khi sự kiện này kết thúc. Và trên kênh CCA Telegram cũng đã có một cái bài post chi tiết dành cho anh em ha. Nếu có thắc mắc gì thêm thì chúng ta có thể để lại comment trong bài post hoặc là để lại comment trong video. Và video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.